Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình Bạn hỏi Vlog mình hải đáp ngày 28 tháng 1 năm 2024. Hôm nay thì mình trả lời nốt những câu hỏi mà các bạn đã đặt ra trong cái post vào thứ 6 vừa rồi. Và trước khi đến với những câu hỏi thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin mà mình tin là tất cả các bạn sẽ rất là quan tâm. Uy tín của huấn luyện viên Philip Chuse hiện nay đang xuống rất thấp. Nó không chỉ xuống thấp trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong mắt của các nhà chuyên môn, mà hiện nay ở ngay tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị mà đã quyết định ký hợp đồng với ông, hiện nay uy tín của ông cũng đang xuống rất thấp. Rất nhiều các quan chức cao cấp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay đang có cái xu hướng là muốn thay thế huấn luyện viên Philip Chuse. Và mặc dù trong những ngày gần đây thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công khai cái việc là sẽ ủng hộ huấn luyện viên Philip Chuse cho đến sau tháng 3, tức là sau hai trận đấu then chốt ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 với Indonesia. Thậm chí là còn xa hơn là sau hai trận đấu với Philippines và Iraq vào tháng 6 để kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2026. Lúc đó nếu chúng ta không lọt được vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 thì chúng ta có lý do để lật lại vấn đề. Và vấn đề nó vẫn nằm ở câu chuyện liên quan đến tương lai. Có hai điều quan trọng. Một là về mặt chuyên môn, ông Philip Chuse có đáp ứng được hay không? Mọi người thì vẫn muốn có một sự kiên nhẫn nào đó. Bây giờ thực sự mà nói là có rất nhiều người đã không tin rồi. Và bên cạnh đó thì còn có một câu chuyện nữa là liên quan đến cái bản hợp đồng. Và có thể sẽ phải tính đến chuyện là ông Chuse, nếu chúng ta sa thải, ông có thể yêu cầu bồi thường. Khoản tiền này là khoản tiền khá lớn. Thứ hai nữa, câu chuyện nó nằm ở chỗ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể ủng hộ ông Chuse, có thể tuyên bố như vậy. Nhưng đến bây giờ mình cho rằng những người có trách nhiệm, những người có thẩm quyền đang đưa ra những quy định hoàn toàn khác, và có thể Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng không thể bảo vệ được ông Philip Chuse. Các bạn biết là trong báo chí đôi khi chúng ta không thể trích nguồn tin, chúng ta không thể nói tất cả mọi thứ một cách trọn vẹn đầy đặn được. Nhưng vẫn như phong cách của Vlog Minh Hải, khi nào mọi việc ngã ngũ rồi, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện chi tiết nhất, logic nhất, và trên tất cả nó là bức tranh toàn cảnh về câu chuyện. Và chắc chắn một điều là huấn luyện viên Philip Chuse bây giờ cái nguy cơ bị sa thải là rất cao. Và mình tin rằng trong thời gian ngắn tới đây sẽ có những cái diễn tiến mới liên quan đến vụ việc này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta đến với chương trình Bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp. Ở đây có bạn Trần Văn Hậu có đặt ra câu hỏi là trước hết thầy Chu nên gọi Hoàng Đức vào đợt tập trung vào tháng 3 tới. Kiểu chơi bóng của Hoàng Đức luôn khiến cho cầu thủ Indonesia khó chịu và biến họ thành những gã tiểu phu. Ít nhất thầy cũng muốn giữ cái ghế huấn luyện viên trưởng sau tháng 3. Ông phải gọi lại Hoàng Đức, đây là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa vào Indonesia. Thân, bạn Trần Văn Hậu đã có cái chia sẻ như vậy. Mình xin được cập nhật cho các bạn thông tin như thế này. Là thật sự mà nói là sau cái đợt tập trung và thi đấu ở Asian Cup vừa rồi thì một số các cựu binh của chúng ta đang có được cái vị thế tốt hơn. Và mình muốn nói ở đây là Đỗ Hùng Dũng. Thực ra là Đỗ Hùng Dũng đã được huấn luyện viên Philip Chuse tín nhiệm hơn rất là nhiều. Các bạn thấy là ngoài đeo chiếc băng đội trưởng ra thì Đỗ Hùng Dũng cũng đã được huấn luyện viên Philip Chuse yêu cầu nói chuyện với các cầu thủ, với những cầu thủ đồng đội của chúng ta sau khi chúng ta thua trận. Và Đỗ Hùng Dũng cũng đã có một bài nói chuyện cực kỳ hay. Nếu các bạn chưa xem thì các bạn xem lại những cái chương trình trước mình đã chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Còn tất nhiên là đợt tập trung vào tháng 3 này, nếu như không bị chấn thương, Hoàng Đức chắc chắn là sẽ có mặt. Ngoài ra thì có một loạt những cầu thủ khác sẽ phải tính toán. Bởi vì thưa với các bạn là trận đấu với Indonesia ở Asian Cup được rút kinh nghiệm ra là chúng ta bị bất ngờ. Sự chuẩn bị của chúng ta thật sự là không chuẩn. Bởi vì là khi đưa Quang Hải vào thi đấu trong đội hình chính thì không ngờ là Indonesia họ lại đá rát quá. Đây hoàn toàn nó là sự chuẩn bị không chuẩn. Hay là chính xác hơn là chúng ta gọi là phân tích đối thủ nó không được chính xác. Và mình tin là một loạt những cầu thủ trong đấy có cả Quang Hải sẽ phải chứng minh lại cái năng lực của mình cho huấn luyện viên Philip Chuse. Còn trường hợp của Quế Ngọc Hải, của Tiến Linh, của Văn Hậu thì các bạn biết rồi. Chương trình trước mình đã cập nhật cho các bạn. Mình không dám chắc lắm là các bạn ấy có thể góp mặt được vào trong tháng 3. Và nếu họ có thể góp mặt được thì mình cũng không dám chắc là phong độ của họ có thể trở lại như thời đỉnh cao. Tức là vẫn có những cái tên, vẫn là những gương mặt thôi, nhưng chất lượng của các màn trình diễn thì khác. Mình nói luôn là Indonesia họ sẽ mạnh hơn
vào tháng 3 đấy. Vì họ thi đấu nhuyễn hơn, họ có những cái trận đấu ở Asian Cup và họ có thêm thời gian, huấn luyện viên Sinteyong sẽ kết nối các cầu thủ lại. Và mình tin là họ càng ngày sẽ càng mạnh hơn. Các cầu thủ quan trọng của họ bây giờ mới 19, 20, 21, 22 thôi. Thời gian còn rất nhiều và họ chỉ cần thích nghi lại được với nhau thì thực sự họ sẽ trở thành một đối thủ rất mạnh. Tiếp tục, bạn Kiên Lương. Người hâm mộ luôn ủng hộ đội tuyển. Chỉ có điều hiện tại đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ, hy vọng các em sẽ sớm trưởng thành. Chúng ta đang có những cầu thủ đang đạt được cái phong độ đỉnh cao, đang ở trong cái độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp, nhưng mà chúng ta đang không dùng. Đấy chính là một cái sự bức xúc. Và mình nói luôn là các quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, một bộ phận là không ủng hộ. Và chắc chắn là họ cũng là những người có trình độ về chuyên môn. Và hơn bất cứ một ai thì lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiểu cái nội tình của đội bóng như nào và cần phải thay đổi ra sao. Nếu như không thay đổi được đội bóng, nếu như không thay đổi được sự tương tác giữa huấn luyện viên Philippe Chusse và các học trò, thì chúng ta có thể phải thay đổi người lái trưởng. Bạn Trần Anh có ý kiến cho rằng thầy Chusse nên cầm đội trẻ vì thầy thử nghiệm quá nhiều anh ạ. Anh nghĩ sao về điều này? Thực ra mà nói thì trước đây ông đã cầm đội trẻ rồi, ông đã cầm đội U19 rồi. Và bây giờ ông vẫn đang cầm đội trẻ đấy thôi, đó là đội U23. Thực ra là cái việc mà ông thử nghiệm nó không phải là vấn đề. Mà vấn đề hiện nay là tại sao chúng ta lại phải thử nghiệm khi chúng ta vẫn đang có một cái bộ khung. Chúng ta cần có tính kế thừa. Và sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam của chúng ta thời gian vừa rồi, theo quan điểm cá nhân của mình, thực ra là mình không dám trích phát biểu của ai cả, nhưng theo cái thông tin và cái quan điểm cá nhân của mình chắt lọc, là thời gian vừa rồi chúng ta chuẩn bị không tốt, thể lực của chúng ta đang có vấn đề, và thậm chí cái phương pháp huấn luyện liệu nó có chuẩn hay không, đặc biệt là sự chuẩn bị về mặt thể lực, nó đang là một câu hỏi rất lớn, thưa quý vị và các bạn. Còn các bạn nói về cái chuyện là đội trẻ, cầm đội trẻ hay là cầm đội trưởng thành, thì đối với mình, huấn luyện viên Philippe Chusse đã kinh qua tất cả rồi. U19 cũng làm, U23 đang làm và đội tuyển quốc gia cũng thế. Nhưng câu hỏi chúng ta nên đặt ra vào thời điểm này là vị trí giám đốc kỹ thuật của chúng ta có trách nhiệm gì trong việc đội tuyển Việt Nam chúng ta đang thi đấu sa sút? Và cũng xin thưa với các bạn là sau Asian Cup, đội tuyển Việt Nam là đội tụt hạng nhiều thứ hai trên thế giới. Chúng ta mất đến tận 41,1 điểm, tụt 12 bậc. Và chúng ta tụt thứ nhì thế giới, đội số 1 thế giới là đội Guinea-Bissau của châu Phi. Họ tụt đến tận 15 bậc cơ. Đấy, và chúng ta nhìn thấy là đúng là sau rất nhiều năm cố gắng chúng ta giữ được ở vị trí top 100. Bây giờ chúng ta out ra khỏi top 100 rồi. Và bây giờ các bạn nhìn thấy, cho dù có ai đó vuốt ve nói rằng là đội tuyển Việt Nam vẫn có 2 trận đấu rất đáng xem trong tổng số 6 trận đấu ở vòng bảng của Asian Cup, rằng là chúng ta ghi được tận 4 bàn thắng, trong đó thì 2 bàn vào lưới Nhật, 2 bàn vào lưới Iraq, toàn là những đội bóng rất mạnh. Xin thưa với các bạn, đó nó là số liệu, nó cũng là một cái tiếng nói rất là có trọng lượng. Nhưng xin thưa với các bạn là những con số liên quan đến vị thế của nền bóng đá nó còn quan trọng hơn. Mình đã đặt ra cái vấn đề là vậy thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam có trả lại cho vị trí giám đốc kỹ thuật cái vai trò vốn có, vốn được định nghĩa của FIFA hay không? Và tại sao khi một nền bóng đá của chúng ta đi xuống, đội tuyển thi đấu bết bát lại không thấy có vai trò gì của ông giám đốc kỹ thuật? Thứ hai nữa là hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia có anh Phan Thanh Hùng đã phát biểu rồi. Phần lớn nếu mà phỏng vấn các huấn luyện viên, mình đảm bảo với các bạn luôn là nếu mà nói một cách công khai thì các huấn luyện viên thường nói rằng là nên cho ông thêm thời gian, thay đổi nó phải thế kia. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta sợ một ngày nào đấy người ta sẽ bị lấy chính cái câu mà họ vừa nói để đập lại cái sự nghiệp của họ. Chứ là các bạn ạ, khi mà trả lời phỏng vấn một cách công khai ấy, là cái tính ngoại giao nó khá là cao. Cho nên là đôi khi chúng mình khi mà chia sẻ với các bạn những câu chuyện như thế này là đôi khi chúng mình phải cân nhắc rất là nhiều, thưa quý vị và các bạn. Chứ là nhiều người sẽ xảy ra một cái việc là tại sao Minh Hải nói thế này mà người ta lại nói thế khác. Đấy, mình chia sẻ với các bạn là như thế. Mình đã được xem những tin nhắn, mình đã được nghe những cái quan điểm. Và thông tin mà mình chia sẻ với các bạn ở đầu chương trình ấy, nó là một cái thông tin mà mình chỉ dám đưa cho các bạn thông tin ban đầu như thế thôi. Để các bạn hiểu được rằng là huấn luyện viên Philippe Chusse hiện nay cái nguy cơ bị sa thải nó đã bắt đầu hình thành rồi. Và thậm chí là nội bộ của ngành thể thao có thể là sẽ phải có những cái bàn bạc với nhau để đưa ra những cái quyết định nó sáng suốt và đúng đắn nhất, tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Thực ra thì bao giờ cũng thế, người ta phải tính toán.
Nếu như có ông Philippe Jouzier có thắng hay có thua mà không có người hâm mộ thì liên đoàn vẫn thua. Đấy. Và các bạn biết rồi, mình đã từng nói với các bạn cách đây cũng khá là lâu rồi. Mình nói là Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà không giải quyết được vấn đề này để cho người hâm mộ bóng đá quay lưng, tẩy chay thì mình đảm bảo với các bạn luôn là nhà tài trợ họ cũng rút lui. Và lúc đấy câu chuyện tạo nguồn tài chính cho các đội tuyển quốc gia của chúng ta để chúng ta phát triển, để chúng ta triển khai những kế hoạch tương lai là cực khó. Các bạn biết là nồi cơm chính của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay nó chính là đội tuyển quốc gia. Lấy đội tuyển quốc gia để còn đầu tư cho U23, cho U19, U16, còn đầu tư cho đội nữ, futsal, rất nhiều thứ khác nữa. Nói tóm lại là hình ảnh đại diện, nó là cái avatar của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay chính là đội tuyển quốc gia. Nếu như cái avatar này xấu thì uy tín của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đi xuống và thu nhập chắc chắn là sẽ rất vất vả. Đấy chính là cái mà mình chia sẻ với các bạn. Và nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà nhận ra mọi thứ và họ có thể đưa ra những cái quyết định vừa có lợi cho đội tuyển, vừa có lợi cho người hâm mộ cảm xúc thôi. Đấy, thì mình tin là cái kế hoạch lâu dài mới được triển khai. Mình chưa thấy ở những đội bóng mà họ bị tẩy chay một cách mạnh mẽ như vậy mà có được những cái điều kiện tốt. Và các bạn có thể thấy là thời gian gần đây thì bản thân Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng bị chỉ trích rất nhiều. Tiếp tục, bạn Trần Đại có nói là bóng đá Việt Nam muốn phát triển đưa Bầu Đức lên làm chủ tịch liên đoàn là ok nhất. Mình nói một câu cũng sẽ hơi buồn một tí đấy. Tức là hiện nay Bầu Đức đang là chủ tịch của Hoàng Gia Lai thì Hoàng Gia Lai cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thế là thôi cứ anh để anh Đức anh ấy giải quyết vấn đề của Hoàng Gia Lai đã. VPP Lộc Ninh nói là cố làm sao lên 110 bảng xếp hạng là thành công. Lúc đó bồi thường và về dưỡng già. Bạn Nam Định của nó là tôi cảm phục ông Jouzier vì đã can đảm thay đổi bóng đá Việt Nam mặc dù mọi người phản đối nhưng tôi vẫn có niềm tin vào ông. Cảm ơn bạn Nam Định. Thực ra là những cái quan điểm như của bạn Nam Định như này nó thật sự là rất là đáng quý với ông Jouzier vào thời điểm này. Bởi vì là nó rất là hiếm, vì nó hiếm cho nên là có thể nó sẽ quý hơn. Bạn Lý Huỳnh Thắng Ly có nói là người châu Âu có lối chơi châu Âu. Bạn Thạch Cao Bình Dương nói là khi nào thì VFF sa thải huấn luyện viên vậy anh? Mình nghĩ là ông Philippe Jouzier khó mà có thể thực hiện hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam được. Mình cho rằng là có thể muộn nhất là có thể rơi vào tháng 6 này. Và cũng có thể là vào tháng 3, thậm chí là có thể trước đó nữa. Khi nào có thông tin mới hơn mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Bạn Ngọc Quý có nói đội hình nào sử dụng được cả Thái Sơn, Tuấn Anh và Hùng Dũng và Hoàng Đức? 3-2-4-1. Thực ra thì tùy quan điểm của mỗi người. Nhưng mà mình nghĩ là không có lý do gì mà Thái Sơn, Tuấn Anh, Hùng Dũng và Hoàng Đức không thể đứng trong một đội hình. Bởi vì đây là những cầu thủ hay nhất trong vị trí của họ rồi. Vương Đắc Thanh Tông có tống của đó là ủng hộ huấn luyện viên Jouzier. Bạn Duy Duy Thắng, còn bóng đá Việt Nam thua cả Đông Timor không quan trọng. Bạn Tuấn Dũng Trần, cứ để ông làm xem vòng loại World Cup này như thế nào. Thì nếu mà chúng ta bị thua và bị loại ngay ở vòng loại thứ hai thì chúng ta có để xem không? Thực ra thì những người làm quản lý người ta không thể nói là thôi cứ để xem như thế nào. Bởi vì để xem nó như thế nào, điều đấy có nghĩa là chúng ta sẽ rất bị động để chờ đợi một cái hậu quả nào đấy đến với mình. Mình nghĩ là phải thay đổi. Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà thức thời thì nên thay đổi ngay. Bởi vì sao? Bởi vì là họ có thể thắng, có thể thua. Có thể bị loại ngay từ vòng loại thứ hai của World Cup nhưng mà chắc chắn là sẽ có sự ủng hộ của liên đoàn, của người hâm mộ. Và khi có được sự ủng hộ của người hâm mộ thì điều đấy có nghĩa rằng là họ còn có cơ hội để sửa sai. Còn nếu như vẫn giữ ông Jouzier trong trường hợp mà chúng ta bị loại khỏi vòng loại World Cup thì xin thưa với quý vị và các bạn luôn là mất luôn cả thành tích và mất luôn cả người hâm mộ. Lúc đấy thì thực sự để mà vớt lại là sẽ rất là khó. Bởi vì sau khi bị loại ở vòng loại World Cup rồi thì sau đó là chúng ta không còn giải đấu nào lớn nữa. Đấy là một cái rất là đáng lo lắng đấy các bạn. Bạn Ngọc Nguyên nói là dẹp ông già này đi, không làm ra trò chống gì đâu, nói phét là giỏi. Bạn Music nói là bỏ xem bóng đá, tập trung làm ăn. Đấy các bạn thấy không, có rất là nhiều người. Hôm qua mình có nhận được một cuộc điện thoại của một bạn. Bạn nói là em là fan của anh. Em chỉ nói với anh là em buồn quá, đội tuyển Việt Nam thi đấu em buồn quá và gần đây em không dám nghe. Mình hỏi là thế xem chương trình chưa? Bạn ấy bảo là bây giờ em không dám xem chương trình nữa vì sợ làm mình buồn quá.
người Việt Nam có rất nhiều những người yêu bóng đá thì kiểu như vậy. Cho nên là cái niềm vui của khán giả nó là cái điều rất quan trọng, chứ chúng ta đừng bước qua. À, bạn Nguyễn Ngọc Hạnh nói là em vẫn ủng hộ từ đầu anh nhé. Ok, bạn Lê Thành vẫn luôn ủng hộ triết lý và cách chơi kiểm soát bóng rất hay, cần có thời gian như vậy mới có thành công. Mình rất là tôn trọng những cái quan điểm của các bạn, còn tất nhiên là mình cũng sẽ có quan điểm của mình. Bạn Hoàng Trọng Tới nói là vẫn ủng hộ, làm gì cũng cần có thời gian. Bạn Nguyễn Tuấn Kiệt đuổi. Nguyễn Hồng Minh, VFF đành cắn răng mà tiếp tục trao cơ hội cho huấn luyện viên, chứ giờ biết làm sao. Không, mình nghĩ là bây giờ vẫn còn chưa muộn đâu. Và mình biết được rằng là nếu như bây giờ mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra quyết định thì mình tin là cũng sẽ có rất nhiều các mưu thần, thậm chí là các huấn luyện viên, các chủ tịch sẽ ủng hộ cho kế hoạch thay tướng. Các bạn có thấy là tại sao trong một khoảng thời gian mà mình có một cái quan điểm rõ rệt hơn không? Bởi vì thực sự đây nó không phải là quan điểm của mình đâu. Đây nó là thông tin mà mình không thể trích nguồn được, cho nên là mình phải buộc phải đưa ra nó dưới dạng quan điểm. Bạn Khuất Dũng, nếu VFF cứ để huấn luyện viên này cầm quân thì còn gì nữa mà người hâm mộ Việt Nam muốn coi bóng đá nữa? Bạn Hải Mạnh nói là liên minh ma quỷ giữa VFF và Chu Xie, chỉ khi Bộ Công an vào điều tra thì mới sáng tỏ. Mình nói là nó sẽ không có những vấn đề gì quá lớn đâu các bạn ạ. Nó chỉ là vấn đề về niềm tin thôi. Nó là vấn đề về quan điểm, về chiến lược. Bạn Đỗ Quang Công của nó là huấn luyện viên đội tuyển Oman bị loại rồi kìa, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF nhìn mà học hỏi. Thực ra thì cứ sau mỗi một giải đấu lớn thì các đội tuyển sẽ thay tướng rất là nhiều. Các đội bóng lớn đầu tư nhiều, nhiều ngôi sao mà lại không có được thành tích tương xứng là họ thay tướng ngay. Bạn Biên Độ của nó là tại vì tháng 3 là đấu vòng loại World Cup với Indonesia. Bây giờ mà chấm dứt hợp đồng thì cận kề ngày quá rồi không kịp, lúc đấy thì lại càng khó khăn. Mình đồng ý là nếu mà theo giải pháp an toàn thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục với ông Chu Xie, đấy là an toàn. Nhưng mình nói thật luôn là nhìn nó có vẻ an toàn như thế thôi, nhưng mà thực ra nó rất là nguy cơ. Nếu như trong trường hợp mà ông Chu Xie không đưa được đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng lợi, chỉ chiến thắng ít nhất một trận trước Indonesia, điều đấy có nghĩa là chúng ta sẽ bất lợi trong cuộc đua đến World Cup. Lúc đấy mà lại tiếp tục tin tưởng vào hai trận đấu với Philippines và Iraq, và sau đó chúng ta lại bị loại ngay ở vòng loại thứ hai, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bị chỉ trích rất nhiều và chắc chắn sẽ bị ngành thể thao khiển trách. Bên cạnh đó nó sẽ ảnh hưởng đến vị trí của rất nhiều người. Và nghiêm trọng nhất nó là sự quay lưng của khán giả Việt Nam, không chỉ với đội tuyển mà với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam nữa. Cái này là chắc chắn là những cái mà mình tin là Liên đoàn sẽ cảm thấy được rủi ro. Còn đương nhiên là với các bạn, chúng ta cảm thấy an toàn là bởi vì là bây giờ đang chưa có người thay thế. Chính xác là đến bây giờ mình cũng không biết là liệu nếu mà thay ông Chu Xie sẽ thay bằng ai, liệu chúng ta có cần thời gian để tuyển hay không, hay là chúng ta lại có thể mời những huấn luyện viên ở trong nước. Mình tin là nếu như bây giờ mà Liên đoàn muốn có ông Popop, muốn có anh Chu Đình Nghiêm hay là gì đó thì mình tin là chủ tịch các câu lạc bộ này cũng sẽ sẵn sàng. Bởi vì anh Cao Tiến Đoan hay là anh Văn Trần Hoàn đều là chủ tịch của hai câu lạc bộ đó. Và hai vị này cũng đều là ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tức là cái cơ quan quyền lực cao nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bạn Ngô Đoàn Dũng có nói là đang hay mà cần phải như Chu Xie. Bạn Hiếu Nguyễn, tôn trọng sự khác biệt của mọi người đánh giá về ông Chu Xie. Cá nhân tôi mong rằng ông hãy lắng nghe thêm tiếng Việt, lắng nghe để phát triển. Bạn Duyên Hoàng có nói là huấn luyện viên tuổi trẻ tài năng, còn già rồi bảo thủ, trí óc hạn hẹp nên sa thải. Bạn Võ Nhật Trinh có nói là thay đổi lãnh đạo liên đoàn là điều tốt nhất, các bạn thấy không? Đấy, bây giờ thì người hâm mộ không chỉ mất niềm tin vào ông Chu Xie mà còn cả liên đoàn nữa. Chán quá, bó tay luôn. Võ Công Thức cạn lời. Bạn Hải Bùi có nói là tôi biết VFF giờ há miệng mắc quai, nhưng làm vậy là nền bóng đá nước ta sẽ tụt hậu. Mình ủng hộ cho một cuộc thay thế. Chán không buồn xem nữa. Bạn Nguyễn Văn Nguyên có nói là
nên thanh lý hợp đồng càng sớm càng tốt cho bóng đá Việt Nam. Bạn Nguyễn Minh Thảo với mình chưa nói về cách chơi bóng, nhưng với cách chọn người đầu tiên, ông ấy đã sai. Các cầu thủ thế hệ vàng đang trong độ chín của sự nghiệp, việc gì ông ấy phải loại để chọn những cầu thủ trẻ? Tại sao thế giới lại có các đội tuyển U23, U21, U19, các cầu thủ đã lọt vào đội tuyển quốc gia, khi nào cũng sẽ có kinh nghiệm và độ quái hơn các em trẻ. Còn ông này lại nghĩ khác, bảo thủ, cố chấp nên cần phải sa thải. Mình xin phép là tiếp cận câu chuyện này nó dưới một cái vấn đề. Thực ra thì chúng ta đang nói về câu chuyện là tại sao không sử dụng những cầu thủ cựu binh. Các cầu thủ cựu binh có thể vi phạm vào hai nguyên tắc mà ông Chu Xê đưa ra. Một là cái khát vọng không lớn, tức là họ không có những giấc mơ lớn. Và thứ hai nữa là có thể là các cầu thủ này không phù hợp với cái triết lý bóng đá của ông ấy. Thì mình nói với các bạn là cả hai yếu tố này đều là sự khác biệt. Và cả hai yếu tố này cần tố chất của huấn luyện viên. Như mình đã nói với các bạn, nếu như người ta không đủ có cái tham vọng, thì chúng ta phải bằng cách nào đó, bằng một cách tác động về tâm lý, bằng cách là kể những câu chuyện để chúng ta nâng cái giấc mơ của họ lên. Giống như con của chúng ta cũng thế thôi. Khi con của chúng ta nói là bố ơi con không biết bơi đâu, con không dám bơi từ đây đến đây đâu, nhưng mà mình cho họ một cái niềm tin, con cứ bơi đi, bơi đến đâu bố đi theo đến đấy. Đấy, và một lần có thể là bạn ấy bơi ra giữa bể, lần thứ hai là đến gần chạm thành bể, thì mình tin chắc là lần thứ ba họ sẽ chạm được thành bể. Hay là như con của mình cũng thế thôi, bạn ấy đặt mục tiêu dần dần. Đấy, ví dụ như là con út của mình rất là thích chơi cờ vua, ngày xưa là chơi cờ vua là rất hay bị thua. Đấy, bạn ấy thua là bạn ấy hay khóc mếu. Đấy, rồi về sau là bạn ấy lọt vào top 3, xong bắt đầu lọt vào top 2, và cuối cùng là bạn cũng đã có lúc có mang được tấm huy chương vàng về. Tức là chúng ta nâng dần cho các bạn ấy lên, chứ không phải là từ vị trí hạng bét chúng ta đưa lên nhà vô địch một phát là rất là khó. Đành rằng nó cần thời gian, nhưng chúng ta cần thị sát xem cái tốc độ của nó có đủ kịp hay không, và chúng ta có làm cái việc đấy hay không. Thì hiện nay theo như quan điểm cá nhân của mình là huấn luyện viên Philippe Chu Xê chưa làm tốt hai yếu tố đó. Và ông đang có cái thiên hướng là các cầu thủ nếu như không đáp ứng được yêu cầu của mình thì ông sẽ thay mới. Và ông cho rằng là ông cần thời gian, ông cần sức trẻ. Cái đấy thì mình nghĩ là thật sự là nó sẽ rất là phí. Bởi vì các cầu thủ trẻ sẽ phải đánh đổi rất nhiều thời gian mới có được kinh nghiệm. Trong khi các cầu thủ kinh nghiệm bây giờ chúng ta chỉ cần đả thông tư tưởng cho họ, họ tập một thời gian ngắn thì mình nghĩ là sẽ đáp ứng được. Từ nay đến World Cup 2026, bây giờ là năm 2024, 25 đến 26 là chúng ta có 2 năm rưỡi nữa. Thì những cầu thủ như Hoàng Đức là mới có 28 tuổi rưỡi, những cầu thủ như là Quang Hải mới 29 tuổi rưỡi, thì mình nghĩ là vẫn cực kỳ ngon. Và mình đảm bảo luôn với các bạn là những người như là Quế Ngọc Hải, những người là Đỗ Hùng Dũng, mình nghĩ là đá 2 năm nữa đỉnh cao vẫn ngon, không phải là vấn đề. Quan điểm của mình là nếu như thấy các cầu thủ của chúng ta chưa đủ tham vọng, chúng ta phải nâng cái tham vọng của các cầu thủ lên. Và nếu như các cầu thủ chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng được cái yêu cầu về chuyên môn, chúng ta phải bổ sung. Chứ không phải là chúng ta thay mới một cái thế hệ cầu thủ mà thực sự đang ở trên đỉnh cao. Đúng không ạ? Bóng đá thế giới là phải đến từ tầm khoảng tầm từ 25 đến 29 mới là cái phong độ đỉnh cao. Đấy mới là hội tụ đầy đủ những yếu tố, vừa khỏe khoắn, vừa tham vọng, vừa kinh nghiệm. Đấy. Và đặc biệt ở đây mình nói luôn là cái tâm lý của họ nó rất là tốt. Thì bây giờ chúng ta thay như thế rất là khổ, thật sự. Các bạn nhớ là trong những chương trình livestream vào tháng 2 năm 2023, tức là ngay sau khi mình có cái thông tin là ông Chu Xê sẽ là huấn luyện viên trưởng, mình đã nói một trong những vấn đề lớn nhất của ông ấy là gì? Là giúp cho những cầu thủ đã thành công nhiều ở thời của huấn luyện viên Park Hang-seo phải tham vọng trở lại, phải có khát khao trở lại. Đấy. Và các bạn nếu mà xem mình đủ nhiều thì các bạn sẽ nhớ đến câu chuyện đó. Thực sự là còn rất là nhiều những câu hỏi hay nữa của các bạn, nhưng mà mình cũng xin phép là cũng sẽ lược bỏ đi những cái câu chỉ trích, mà mình chỉ đọc những cái câu hỏi có vấn đề thôi. Ở phần sau thì Minh Hải sẽ tiếp tục trả lời các bạn. Còn đây là website dongashop.vn, một website đã luôn luôn song hành cùng sức khỏe của mọi người trong một khoảng thời gian. Và chắc chắn rồi, bổ thận dược quý đường, tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng. Các bạn nghe phát các bạn biết ngay, đây là sản phẩm dành cho nam. Nó giải quyết cho chúng ta, đó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, cải thiện sinh lý nam giới. Nó có một bài toán kép mà chúng ta luôn luôn phải xử lý,
đó là chúng ta làm thế nào đấy để tăng cường cái ham muốn với những người là đang bị suy giảm và duy trì cái ham muốn khi mà chúng ta vẫn đang ổn, thì Bạch Tật Lê sẽ giúp chúng ta xử lý cái vấn đề đó, tức là nó hỗ trợ tăng cường cái ham muốn của chúng ta. Nếu các bạn đủ rồi thì nó sẽ duy trì, còn nếu các bạn mà đang bị giảm ham muốn thì nó sẽ kéo các bạn lên, nâng các bạn lên. Nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, kỳ tử và ba kích, những cái dược liệu rất quý này nó sẽ phối hợp với nhau để giúp cho cái ham muốn của chúng ta được thực hiện một cách tốt nhất. Các bạn nhớ ngày dùng 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên và sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng và nhớ có duy trì. Mình đảm bảo với các bạn là hiệu quả bền vững, sung mãn tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh, hạnh phúc viên mãn. Có hàng chữ mình rất là muốn các bạn để ý, đó là bền vững nhờ cơ chế nội sinh. Nội là trong, sinh là sinh ra từ bên trong, cho nên nó rất bền vững. Sinh ra từ bên trong cho nó tuyệt đối an toàn vì nó phù hợp với cơ địa của chúng ta. Đấy là lý do vì sao mình nói là tốt từ gốc và bổ từ trong là vì vậy. Số điện thoại mình để ở đây 024-7777-8877. Các bạn ấn vào đây để đặt hàng ngay và đây là tin nhắn qua Zalo. Ngoài ra thì còn có yến kiều trưng đông trùng hạ thảo, nó chính là yến xào trưng với đông trùng hạ thảo. Các bạn biết rồi là yến xào nó rất là quý và đông trùng hạ thảo nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Hai sản phẩm này kết hợp với nhau đương nhiên nó cực kỳ tốt. Nó sẽ giúp cho những người bị bệnh khó chữa, những người mà có thể lực yếu, những người đang điều trị bệnh hoặc mới khỏi bệnh, những người mà lao động vất vả, bị lao lực, nó giúp cho chúng ta tăng cường cái thể lực, nó giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch và nó giúp cho chúng ta giúp cho tất cả mọi người sử dụng một cái nền tảng thể lực tốt hơn và kéo dài tuổi thọ. Với những người dưới 12 tuổi, đặc biệt là khi mà các bạn đấy đang có vấn đề về sức khỏe thì chúng ta nên sử dụng yến kiều kit cho các con vì nó rất là bổ nhưng nó là được tối ưu cho hệ tiêu hóa của trẻ em. Năm hết Tết đến rồi mình cũng bắt đầu phải dự nhiều những cái cuộc, đầu tiên là cưới xin, sau đó là tất niên rồi tân niên, thì chắc chắn là chúng ta phải uống một chút đấy, và nước uống giải rượu choa thì các bạn luôn luôn nên mang theo để nó giải quyết cho chúng ta là một là thải độc từ bia rượu và thứ hai nữa là nó giảm mệt mỏi sau khi chúng ta uống bia uống rượu. Còn phoi C này là tăng cường chức năng gan, gan của chúng ta, người Việt Nam chúng ta có hai chỉ số, một là chỉ số ung thư gan và tử vong do ung thư gan đều cao hàng đầu thế giới. Cái phoi C này hỗ trợ tăng cường chức năng gan giúp chúng ta giảm nguy cơ bị xơ gan, viêm gan và ung thư gan. Cái tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe khỏi phải bàn rồi, hàm lượng giá trị dinh dưỡng vượt bậc này, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên, công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản. Các bạn thấy này, ổn định huyết áp này, giảm mỡ máu này, bảo vệ tim mạch, kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng, rồi kéo dài cái tuổi thanh xuân cho chúng ta, tức là giảm đi quá trình lão hóa, bảo vệ tế bào thần kinh thì nó dẫn đến tăng cường trí nhớ. Cái này là rất là tốt cho người già. Đấy, những người già mà bắt đầu quên quên nhớ nhớ. Đấy, nó có hai loại, một loại là bóc vỏ rồi, còn một loại là vẫn còn vỏ. Đấy, số điện thoại mình vẫn để ở đây 024-7777-8877. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy số điện thoại ở trên logo. Đấy, các bạn có thể đặt hàng để làm quà tặng, quà biếu hoặc là sử dụng vào dịp Tết, nó quá là tuyệt vời. Bây giờ Minh Hải và các bạn sẽ tiếp tục đến với khoảng 20 phút nữa của những câu hỏi nhé. Tiếp tục, ở đây còn nhiều những cái câu nó không hay lắm, mình xin được trả lời ở đây. Bạn Khổng Minh hỏi là tại sao VFF lại không lựa chọn ông Mark Winmos mà lại lựa chọn ông Chu Xie? Thực ra là ông Mark Winmos và ông Chu Xie thì cái yêu cầu về mặt tài chính nó không hơn nhau nhiều quá đâu. Ông Mark Winmos thì yêu cầu lương nó cũng ở mức độ xem như ông Chu Xie thôi. Nhưng ông Chu Xie thì lại được lựa chọn là bởi vì ông có kinh nghiệm thực chiến ở Việt Nam. Đấy, và ông đã từng làm việc ở một cái lứa cầu thủ. Và mình nghĩ rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam coi rằng đó là một cái sự lựa chọn an toàn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì luôn luôn đi theo một cái sự lựa chọn an toàn và đôi khi nó lại rất không an toàn. Bạn Long Trần Xuân sa thải đi để làm thêm. Để làm thêm thì đội tuyển đi thụt lùi đó, Liên đoàn bóng đá ơi. Mình nghĩ là liên đoàn cũng phải lắng nghe những cái tiếng lòng của những người yêu bóng đá. Nguyễn Truyền của nó là mình là cổ động viên thì lên tiếng cũng có ai muốn nghe đâu, không? Bạn đừng đùa, những cái ý kiến này của bạn mình lắng nghe và mình sẽ chia sẻ với những người khác. Mình hy vọng rằng là những cái tiếng nói này của các bạn nó sẽ tác động đến liên đoàn vì mình biết chương trình của mình liên đoàn xem rất nhiều. Tiến Nguyễn coi như thất bại, bạn Hoàng Sói VFF
dư tiền nên mướn huấn luyện viên người Pháp, đá toàn thua là thua và mà còn giữ lại nằm mơ dự World Cup. Đấy, bạn Liên Lê nói là VFF cố đấm ăn xôi. Bạn Block Boombox nói là người ta nói là lùi một bước để tới tiến ba bước, ở đây là lùi luôn quá. Những cái câu mà chửi rủa mắng mỏ mình xin phép mình không đọc. Bạn Thắng Louis có nói là ngắn hạn thì nên nhập tịch một hoặc hai cầu thủ cho đội tuyển để đủ sức đá vòng loại World Cup, dài hạn thì đầu tư mạnh tay vào đào tạo trẻ. Các lứa U17 và U19 nên được đưa ra nước ngoài để va đập vì cầu thủ trẻ của ta mắc quá nhiều những lỗi sơ đẳng. Thứ mà giải đấu nước ngoài sẽ khai sáng cho cầu thủ, các câu lạc bộ nên trọng tâm phát triển thể lực cho các cầu thủ. Bạn Thắng Louis đưa ra toàn những cái câu chuyện rất hay. Trưa ngày mai mình sẽ làm một cái chương trình là có nên nhập tịch các cầu thủ hay không. Và chắc chắn là đây là một chương trình mà các bạn sẽ rất là quan tâm. Bạn Tạ Cường, nếu tháng 3 này đá Indonesia, Việt Nam lại thua thì sao anh? Nếu mà chúng ta thua cả hai trận thì mình tin là sẽ có một combo. Đó là Việt Nam sẽ bị loại ngay từ vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Và lúc đấy có thể chúng ta sẽ sa thải ông Chu Xie. Bạn Công Đoàn, đây gọi là ngậm bò nằm ngọt. Bạn trả lại niềm tin của nó là VFF nên học đội tuyển Oman mới sa thải huấn luyện viên vì không đạt được thành tích Asian Cup. Oman đuổi thẳng, sa thải tốt nhất cho bóng đá Việt Nam phát triển. Mình xin lỗi là mình sẽ phải lọc, mình lọc rồi nhưng mà nó không hết được. Bạn Cương Ngô của nó là bảo thủ cố chấp, sa thải ngay và luôn, không mọi người hâm mộ hết kiên nhẫn rồi. Bạn Nguyễn Huỳnh của nó là hồi Việt Nam đá Hồng Kông ai coi gì Việt Nam, có một huấn luyện viên như ông Tu Teo đá ba Hồng Kông gì đó, mình không đọc được, không hiểu. Bạn Tương Phạn, Tương Phan của nó là nghỉ cho sớm, chợ làm huấn luyện viên phải biết những gì đã trải nghiệm chứ. Bạn Vinh Trần nó hoan nghênh và ủng hộ, đây là quyết sách đúng, thể hiện quyết tâm và kiên trì với kế hoạch mục tiêu của mình. Bạn Khang Xuân của nó là ông về nước đi cho chúng tôi xem bóng đá Việt Nam với. Vài tháng đá thua hai trận Indonesia nữa thì ông đi cho thanh thản, xuôi chèo mắt lái. Ô, cái này hình như là mình trả lời chương trình trước rồi. Không xem đội tuyển quốc gia thi đấu nữa. À, tháng 3 này lại thua tiếp. Ông huấn luyện viên này lần nào gặp Indonesia cũng thua. Bạn đúng rồi, chúng ta thua Indonesia hai trận rồi. Một trận ở bán kết SEA Games và một trận vừa rồi. Toàn là những trận đấu mà nó ngăn cản chúng ta thực hiện những cái mục tiêu rất quan trọng. Đó là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games và lọt vào vòng tiếp theo của Asian Cup. Nếu mà chúng ta thắng Indonesia thì chúng ta vào vòng tiếp theo rồi. Bạn Ngô Tùng Lâm, Bạch Công Tử có nói là theo anh dưới thời huấn luyện viên Chu Xie, Hoàng Đức sẽ tỏa sáng trong vai trò trung phong. Mình nghĩ là không. Hiện nay nếu như trong trường hợp mà Tiến Linh không thi đấu được thì Hoàng Đức có thể sẽ được sử dụng. Nhưng mà mình tin là ông sẽ sử dụng Phạm Tuấn Hải. Ông sẽ sử dụng hai tiền đạo cánh thay vì là sử dụng một tiền đạo cắm. Thực sự là Hoàng Đức sẽ khó đấy, mình nghĩ là sẽ khó. Bạn Phan Tiến có nói là liệu vòng loại World Cup gặp Indonesia, huấn luyện viên Chu Xie có gọi những cầu thủ như Công Phượng, Phan Văn Đức hay Bùi Tiến Dũng không? Mình nghĩ là cả ba cầu thủ này nguy cơ vắng cả ba trong cái đợt tập trung tháng 3 này là rất cao. Bạn Tuấn Nguyễn Anh có nói là ủng hộ ông huấn luyện viên này để còn được chia phần trăm. Các bạn thấy không? Mình nói thật luôn là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang bị hiểu sai theo một cái cách rất oan uổng. Đấy, và chỉ bởi vì họ đang có một sự lựa chọn không tốt về mặt chuyên môn mà rất nhiều người đang nghi ngờ cả sự trong sạch của liên đoàn. Cho nên là phải xem lại, mình nghĩ là cái này là phải xem lại. Bạn Anna Khoa có nói là ông ấy sẽ làm được, tin tôi đi. Tất nhiên là tất cả mọi người đều rất là muốn tin bạn, rất là mong muốn là tất cả chúng ta sẽ có được điều đó. Nhưng mà thực sự sẽ rất là khó khăn, mình không nghĩ là nó sẽ đơn giản đâu. Đấy, các bạn thấy không? Có rất là nhiều những cái comment các bạn đọc ở trên màn hình rồi, rất là khổ. Làm cái World Cup thua toàn tập nữa đi, cho đời nó nể. Đấy, các bạn thấy không? Có rất là nhiều những cái liên quan đến liên đoàn này. Mình biết là nó không phải, nhưng mà thật sự luôn là liên đoàn nên xem lại. Bởi vì là khi người ta không ủng hộ nữa thì sẽ có rất là nhiều những cái tiêu cực. Bạn Nguyễn Khiêm của nó là nếu để ông này thì Việt Nam sẽ vẫn tụt bậc, đúng không? Chúng ta đã tụt đến tận 12 bậc rồi. Và nếu mà cứ chơi như thế này thì mình tin là chúng ta sẽ còn tiếp tục tụt. Bởi vì tới đây chúng ta sẽ đá 3 trận, 4 trận
hai trận với Indonesia, một trận với Iraq và một trận với Philippines. Trong đó thì thật sự là Philippines cũng chưa chắc là đã ăn được. Còn Indonesia thì hiện nay mình đang cực kỳ lo. Trong thời gian gần đây mình đã nói đến cái chuyện là chúng ta hoàn toàn có thể thua cả hai trận. Và lại thua nốt thêm Iraq nữa thì là thật sự luôn là chúng ta sẽ còn tụt, thậm chí là ra khỏi top 110 luôn. Do lượng nói là chiếc lý bóng đá của ông tấn công và áp đặt không phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Lối chơi này ở Đông Nam Á đã khó thành công chứ đừng nói là World Cup. Bạn Xuân Chiến Cao nói là nát càng thêm nát như tương bần. Đấy các bạn thấy không? Người ta nói rất nhiều về VFF này. Đấy bọn các bạn nói là ví dụ Phi Hùng Bùi này, mọi người đang muốn kêu gọi nhau để cùng tẩy chay ông Chu Xê, thực sự là rất là tiếc. Bạn Trung Đặng Thanh nói là Châu ơi ta bảo Châu này, Châu ăn no cỏ, Châu gầy với ta, Châu còn dẫn bóng thì ta xa lìa. Bạn Lisa Trần với cái triết lý chiến thuật và cách dùng người của ông Chu Xê đã đưa Việt Nam từ 90 đến 105. Đúng là chỉ có người giỏi mới làm được và người giỏi người ta thường có lối đi riêng. Mong cho ông đưa bóng đá Việt Nam chúng tôi vươn xa hơn, bay cao hơn, lên đến 150-170 thế giới thì đạt được mục tiêu của VFF ngang tầm với Lào, Campuchia. Sợ nhất là mấy đứa ngu làm thầy. Thì thưa với các bạn là còn rất là nhiều những cái thông tin nữa mà Vlog muốn chia sẻ với các bạn, nhưng mà thực sự là Vlog Minh Hải bây giờ đang phải cân nhắc, bởi vì là nó có những cái thông tin khá là nhạy cảm vào thời điểm này. Nhưng mà chắc chắn một điều là Minh Hải sẽ cố gắng truyền tải cho các bạn những cái thông tin, ít nhất là bắn cho các bạn những cái tín hiệu để các bạn được hiểu được rằng là câu chuyện nó đang là như thế. Còn thật sự mà nói, đến bây giờ mình nghĩ là chiếc ghế của huấn luyện viên Philippe Chu Xê đang lung lay dữ dội. Liên đoàn có thể sẽ phải đưa ra những quyết định, và mình tin là sẽ có những cái tác động đủ mạnh để Liên đoàn bóng đá Việt Nam chắc chắn là phải có những cái suy nghĩ. Tác động đấy không chỉ đến từ người hâm mộ, không chỉ đến từ giới chuyên môn, không chỉ đến từ giới truyền thông, mà còn có thể đến ở những nhóm rất quyền lực. Chúng ta cứ nói như thế thôi. Ok. Các bạn cũng đừng quên là Vlog Minh Hải vẫn đang chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm, đó là Manhouse V8. Manhouse V8 này thì có lõi kép, mỗi một lõi là 1,5 ly, cho nên là trong này nó là 3 ly. Vì 3 ly cho nên là nó chịu tải được đến 4.000W, các bạn cắm 2-3 nồi lẩu ok luôn. Bên cạnh đó thì nó còn chịu được nhiệt là 750 độ và 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Và các bạn vẫn được bảo hành 1 năm. Giá thì được giảm thêm 30%, tức là các bạn trước đây giá combo 2 chiếc là 968.000, bây giờ các bạn chỉ phải mua với giá là 698.000 thôi. Các bạn được giảm gần thêm 300 nữa. Vẫn là cái Manhouse V8 đẳng cấp trước đây. Và các bạn biết là nó kết nối được với 12 thiết bị, bao gồm 8 ổ cắm và 4 cổng sạc, 2 cổng USB, 2 cổng Type-C. Chúng ta không phải mua củ sạc nữa, các bạn tiết kiệm được đống tiền. Ngoài ra thì còn có một anh trung vệ mặc áo đỏ này, có tên là Atomat. Anh chàng này thì hoạt động như một trung vệ, chỗ nào có điểm nóng anh sẽ can thiệp, chỗ nào mà có nguy hiểm ngay lập tức anh giải vây ngay. Nên là các bạn yên tâm là ổ cắm nó đã rất là đẳng cấp rồi, nó còn được bảo vệ một cách an toàn nhất. Và đấy chính là cách mình tạo ra sự yên tâm cho các bạn. Combo thực sự bây giờ quá tuyệt vời. 698.000 cho combo 2 chiếc, 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Và lại còn được bảo hành lên đến 1 năm. Các bạn có thể thấy là tuyệt vời, yên tâm không? Cực kỳ gọn nhẹ và đẳng cấp. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là manhouse.vn. Hiện nay thì bộ combo áo vẫn đang được mang đến cho mọi người. Một chiếc áo khoác như Minh Hải đang mặc đây, cộng thêm một chiếc áo da, giá được giảm thêm 200.000 so với combo trước đây, chỉ còn 1.698.000 thôi. Và đương nhiên là không được tặng ví da cá sấu, bởi vì cái combo trước đây là 1.898.000 thì các bạn sẽ được tặng ví da cá sấu. Nhưng mà các bạn yên tâm là cho dù các bạn muốn thế nào đi chăng nữa thì Vicento vẫn ủng hộ các bạn 100%. Bởi vì ở Vicento.vn các bạn sẽ được tự thành lập combo cho mình, các bạn chọn chiếc áo nào, thiết bị nào thoải mái luôn. Đấy, sau đó là các bạn sẽ gửi cho Vicento. Vicento sẽ quyết định cái mức giảm giá và tặng quà cho các bạn. Một điều chắc chắn là chúng mình giảm giá quanh năm, tặng quà suốt tháng. Và các bạn mua càng nhiều, giảm giá càng nhiều, tặng quà càng nhiều. Các bạn cứ yên tâm là như vậy luôn. Nếu các bạn đến 240 Kim Mã, các bạn nhớ đọc tên của Vlog Minh Hải, hoặc là bạn nói là tôi vẫn xem Vlog Minh Hải thường xuyên, thì các bạn sẽ được giảm giá thêm.
Số điện thoại mình vẫn để trên logo 0889333300 và website là vicento.vn. Các bạn nhìn thấy Manhouse V8 hay là Vicento đều có ở đây cả. Các bạn nhớ nhá, sắp Tết rồi, chúng ta mua quần áo mới mặc, chúng ta sắm những cái ổ cắm điện để gia đình của chúng ta luôn luôn được an toàn. Cắm 2-3 đầu lẩu tuyệt vời luôn, trông cho cái bàn tiệc nó rất là sang trọng. Chúng ta sẽ đến với vài câu hỏi tiếp theo. Ở đây có bạn Steven Đặng có nói là ông Chu Xie kêu các cầu thủ dần dần hiểu được triết lý bóng đá của ông. Vậy thì Khuất Văn Khang hiểu như vậy đúng không? Ông dạy Văn Khang đá như thế nào, đá đến mức bị đuổi khỏi sân à? Xong ai đó sẽ có lý do để bào chữa, nhưng chiến là của ai? Các cầu thủ chơi theo ý của ai? Ý là chiến thuật. Nhiều fan cuồng còn lý giải câu nói của ông ấy là nhảy vào cào phím. Rõ ràng cầu thủ bị đuổi là do cách dạy người. Con hư thì tại ai? Bóng thì không cầm được, vẫn bảo đội tuyển đang tiến bộ. Lương 1,4 tỷ mà thu Indonesia, ngoài đường đầy người làm được như ông ấy. Con tôi nó cũng thua được Indonesia mà không tốn đến 1,4 tỷ. Ý của bạn nó hơi có phần cực đoan, nhưng mà nó có một ý mình cho là đúng. Đấy là cái câu chuyện chiếc thẻ đỏ của Khuất Văn Khang. Các bạn nhớ là trước đây khi mà đá vòng loại World Cup thứ 3 của World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói một câu, đó là cho dù ai bị phạt đền, cho dù ai bị thẻ đỏ thì lỗi vẫn là của huấn luyện viên, bởi vì họ đã không chuẩn bị đủ chi tiết. Mình nói luôn là cái tình huống kéo người của Thanh Bình để dẫn đến quả phạt đền, đấy là một trong những cái sự chuẩn bị chưa kỹ. Khuất Văn Khang đấy cũng là sự chuẩn bị chưa kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta phải đánh giá được cầu thủ chúng ta như thế nào, nhất là khi đã nhận một cái thẻ vàng rồi. Ví dụ như là bạn đấy ăn một cái thẻ đỏ trực tiếp thì còn có thể nghĩ đến câu chuyện này câu chuyện kia, nhưng đã ăn một cái thẻ vàng rồi các bạn ạ, thì là phải tính toán lại. Và người ta hay nói là máu, chúng ta chơi máu lửa, ok, nhưng máu lửa quá lại là một cái tội. Chứ là đối với cá nhân mình thì câu chuyện này chúng ta nói là đúng là những cái sai lầm của Thanh Bình, của Khuất Văn Khang, nó là sai lầm của cá nhân, nhưng nó nằm trong cái tổng thể, trong sự chuẩn bị. Đó, mình nghĩ là như vậy. Còn nói là đội đang tiến bộ thì đúng là đang tiến bộ. Mình thấy là đang tiến bộ, nhưng đang tiến bộ ở mức nào, đang tiến bộ ở khâu nào. Còn đương nhiên là nếu mà các bạn nói là tiến bộ nó được thể hiện ngay lập tức trong các trận đấu thì mình nghĩ là khó. Nhưng có lẽ là đến bây giờ mình cho rằng là ông Philippe Chu-xie là một huấn luyện viên giỏi. Nhưng ông không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Và theo mình thì, theo quan điểm của cá nhân mình thì chúng ta nên thay. Và nếu như được quyền quyết định thì nói thật luôn với các bạn là mình muốn thay trước hai trận đấu với Indonesia. Còn thực sự là còn nhiều những cái thông tin nữa mà mình chưa thể chia sẻ với các bạn vào thời điểm này được. Và cũng còn rất nhiều những câu hỏi ở đây, mình mới chỉ trả lời được có hơn 200 câu hỏi thôi, mà tổng cộng có hơn 1.000. Các bạn có muốn là tối ngày mai chúng ta lại đọc nốt những cái câu chuyện này không? Bởi vì đây chính là cái cách mà mình rất tôn trọng các cổ động viên. Mình muốn nói lên cái tiếng nói của các bạn. Mặc dù mình biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam một vài người sẽ buồn mình đấy, nhưng không, chúng ta không phải vì để làm vui một vài người mà làm buồn cả nền bóng đá. Các bạn muốn mình làm về chủ đề nào như thế nào đấy thì các bạn cứ để lại ở phần comment. Mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Còn lại thì cũng xin thưa với các bạn luôn là bóng đá nó là như vậy. Liên đoàn bóng đá Việt Nam được quyền quyết định thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Và nếu như họ làm không được thì họ cũng bị thay. Khẳng định luôn với các bạn như thế. Ông Chu Xie thấy cầu thủ làm không tốt, ông Chu Xie thay cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thấy ông Chu Xie không tốt, thay ông Chu Xie. Còn bóng đá Việt Nam cảm thấy liên đoàn không tốt, thay liên đoàn. Đó là cái mình chia sẻ với các bạn. Đấy là câu chuyện, nó mãi mãi là quy luật. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong một cái chương trình Bạn Hỏi Vlog Mình Hải Đáp. Còn rất nhiều câu hỏi mà mình chưa trả lời hết. Nếu các bạn muốn thì tối ngày mai chúng ta lại trả lời nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ Minh Hải xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.